Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Sự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thời điểm hiện tại, nước trên các sông đang rút dần, những điểm ngập úng cũng đã giảm lượng nước. Tuy nhiên, đây là lúc người dân phải đối mặt với những tác hại như ô nhiễm môi trường do các loại rác thải tồn đọng, ô nhiễm môi trường nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ phát sinh dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên, hộ gia đình và người dân cùng tham gia dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu dọn cây gãy đổ, khơi thông cống rãnh, kênh mương, thu dọn rác thải, phun khử trùng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu dân cư để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng khoảng 1.000 người là cán bộ công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, tăng ni Phật tử và nhân dân thành phố Hưng Yên tham gia dọn dẹp các đường phố. Phát động cái phong trào của mặt trận quá cần thiết chứ, bởi vì bộ mặt của một cái thành phố này, chúng ta phải cùng nhau làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ và làm cho cái phong cảnh quê hương của mình nó đẹp lên. Chúng tôi cũng tiếp tục là phát huy hơn nữa cái tinh thần xung kích của thanh niên trong việc khắc phục hậu quả thiên tai sau bão lũ cả khu vực nội thành, và đặc biệt là chúng tôi sẽ chú trọng hơn về khu vực là ở ngoài đê, ví dụ như các xã như là Hoàng Hanh, Tân Hưng. Tại thành phố Hưng Yên, sau khi bão tan, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp cây xanh, vệ sinh môi trường để đảm bảo hoạt động giao thông và sinh hoạt. Tuy nhiên, với hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, nhiều khu vực bị ngập úng, lượng công việc phải xử lý rất lớn. Hưởng ứng lời kêu gọi cán bộ đảng viên và nhân dân của thành phố tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trọng tâm thời gian tới là những địa phương đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt với phương châm nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó. Hội phụ nữ cũng đã huy động chị em phụ nữ là tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, các cái khu vực mà cạn trước chúng tôi tổng vệ sinh trước. Thế còn tới đây thì nước cứ rút ra đến đâu thì chúng tôi sẽ huy động chị em hội viên là tổng vệ sinh đến đấy. Sau bão lũ là chúng tôi đã huy động lực lượng anh em trên địa bàn phường đã ra quân quyết liệt 5 ngày tổng vệ sinh ở toàn bộ các tuyến phố trên địa bàn phường cũng như khuôn viên của công viên Hai Hồ. Chúng tôi huy động sức mạnh của toàn dân đấy, cả hệ thống chính trị, những nhà dân thì quét ở xung quanh cửa nhà mình. Thế và các lực lượng thì chúng tôi đi thu gom các cái cây xanh của các tuyến phố. Theo kế hoạch, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại của bão số 3 và mưa lũ, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, từ đó đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.